chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải lộ diện Nguyễn Văn Nghị, tên thật là Nguyễn Hữu Nghị. Nguyễn Văn Nghị, người từng được nhắc đến là nghi can trong vụ án Hồ Duy Hải, được Công an Long An khẳng định tên thật là Nguyễn Hữu Nghị, đang làm nghề bán bảo hiểm xe. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Nghị có năm sinh 1984 và cư trú tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An Long. Trong khi Nguyễn Văn Nghị mà báo chí xác định từ ngày 16 tháng 1 năm 2008 thì sinh năm 1979 và cư trú tại Cai Lậy, Tiền Giang. Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Mi Sô chính là hai đối tượng được nhắc đến nhiều trong suốt vụ án Hồ Duy Hải. Và cũng đã có lúc Nguyễn Văn Nghị bị báo Công an Nhân dân phản ánh là một trong số các nghi can số 1 trong vụ án bưu điện Cổ Voi. Nguyễn Văn Nghị thời điểm đó được biết đến là bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Đây là hình ảnh bên trái là văn bản của cơ quan điều tra tỉnh Long An xác định từ năm 2016 rằng không có ai tên là Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị. Hình ảnh bên phải là tên của Nguyễn Văn Nghị trong bản án giám đốc thẩm vừa được tuyên bố. Tuy nhiên, một điểm mờ trong vụ án là Nguyễn Văn Nghị hoàn toàn biến mất trong hồ sơ vụ án, khiến nhiều người không ngừng thắc mắc về nhân vật này. Theo thông tin đăng tải trên báo chí thời điểm đó, nhân vật Nguyễn Văn Nghị cư trú tại xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, báo chí phản ánh tại xã Tân Hội không có người tên là Nguyễn Văn Nghị. Theo tờ Dân Việt, cơ quan chức năng đã lật tung hộ khẩu gần 4.000 hộ dân cũng chưa tìm ra ai có lai lịch tên là Nguyễn Văn Nghị. Trong khi đó, trên báo Giao thông trả lời về vấn đề này, Công an tỉnh Long An khẳng định không ai có tên là Nguyễn Văn Nghị ở thị xã Cai Lậy liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Chỉ có Nguyễn Hữu Nghị, ngụ ở xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An trong hồ sơ. Báo Giao thông dẫn lời Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết như sau. Sau khi xảy ra vụ án sát hại hai nữ nhân viên bưu điện ở Cầu Voi xảy ra tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, cơ quan điều tra tập trung nhiều hướng xác minh gồm cướp của giết người, ghen tuông, tình ái, mâu thuẫn cá nhân. Qua đó, cơ quan điều tra xác định có một đối tượng là Nguyễn Hữu Nghị, cư ngụ tại ấp Hòa Ngãi, xã Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tức là Long An, và Nguyễn Mi Dô, sinh năm 1984, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Hiệu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hai đối tượng này có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân H, nên cơ quan điều tra triệu tập làm việc đầu tiên vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Đại tá Phạm Thanh Tâm dẫn chứng, tại biên bản lời khai của Nghị và qua xác minh, những nhân chứng đã xác định Nghị ngoại phạm. Đây là hình ảnh Đại tá Phạm Thanh Tâm ở phía bên phải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An. Bởi khoảng 19:30, đây là khoảng thời gian xảy ra án mạng ở bưu điện Cầu Voi, vào ngày 13 tháng 1 năm 2008, Nghị ở tại nhà cùng uống cà phê và đánh bài, tức là đánh binh sập sám với anh Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1981, nhà đối diện nhà Nghị, cùng ông Nguyễn Văn Tròn, sinh năm 1969, gần nhà Nghị. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Nhàn và ông Tròn về nhà nghỉ ngơi. Cả hai người này đều ký biên bản xác nhận với cơ quan điều tra là đã cùng uống cà phê và đánh bài chung với Nghị trong thời gian trên. Đại tá Tâm đã nói như vậy. Tiếp tục vào ngày 5 tháng 3 năm 2008, cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập và Nghị có mặt tại cơ quan điều tra để làm việc. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cử điều tra viên đến công ty Hoàng Long do Nghị đang làm việc ở đây, có trụ sở ở Bến Lức để xác minh, làm rõ sự việc. Nói về lý do không đưa hồ sơ của Nghị vào vụ án, Đại tá Tâm cho rằng qua lời khai và chứng cứ xác minh Nghị và Dôi có những bằng chứng chứng minh ngoại phạm rất khó, không liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra không đưa vào hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, hồ sơ của Nghị vẫn được lưu giữ tại cơ quan điều tra, Công an tỉnh Long An từ đó đến nay. Và qua xác minh, hiện Nghị vẫn còn ở địa phương và đang mở dịch vụ du lịch và bán bảo hiểm xe ô tô. Chúng tôi khẳng định qua vụ án trên, không ai có tên là Nguyễn Văn Nghị ở thị xã Cai Lậy liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Chỉ có Nguyễn Hữu Nghị, ngụ ở xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An trong hồ sơ. Đại tá Tâm khẳng định như vậy. Trong khi đó, thông tin do Công an xác định đăng báo vào ngày 16 tháng 1 năm 2008, chỉ sau 3 ngày khi vụ án mạng đã xảy ra, đã tỏ rất rõ hơn về Nguyễn Văn Nghị như là nghi can số 1 của vụ án. Đây là hình ảnh vào ngày 16 tháng 1 năm 2008, ngay khi vừa được khởi tố để điều tra,
báo Công an Nhân dân đã có bài viết phân tích rất kỹ về Nguyễn Văn Nghị với tựa đề Vụ hai nhân viên bưu điện bị giết, nghi can là bạn trai của nạn nhân. Nội dung bài báo như sau. Vào ngày 15 tháng 1, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành lấy lời khai 3 thanh niên và câu lưu một nghi can trong vụ án hai nhân viên bưu điện Cầu Voi, xã Thị Nhàn, huyện Thủ Thừa bị sát hại ở nơi làm việc. Báo Lao động cùng ngày, Người Lao động cùng ngày cũng đã đăng tin. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định động cơ gây án của hung thủ là do ghen tuông, mù quáng. Ba thanh niên được lấy lời khai là Nguyễn Văn Dô, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Trà, cùng ngụ tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, là thợ bạc tại tiệm vàng Kim Long ở thị tứ Cầu Voi. Ba người này từng có mối quan hệ với hai nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân. Bước đầu, cả ba đều đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Và đối tượng đang bị câu lưu là Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1979, ngụ tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang, bạn của ba thanh niên trên, có dấu hiệu nghiện ma túy. Nghị là một trong hai bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Vào đêm xảy ra án mạng, người dân địa phương thấy Nghị đi xe máy đến bưu điện Cầu Voi gặp Hồng và Vân. Có người thấy Nghị mặc quần jean khoác bên ngoài chiếc áo gió. Ngay trong ngày 14 tháng 1, cơ quan điều tra đã cử trinh sát đến tất cả những địa điểm mà Nghị thường xuyên lui tới nhưng không gặp anh ta. Sau đó, cơ quan điều tra cử trinh sát mai phục tại nhà cha mẹ Nghị ở Cai Lậy. Đến nửa đêm thì nghi can xuất hiện và được áp giải về Công an tỉnh Long An lấy lời khai. Theo nhận định ban đầu, hung thủ chuẩn bị gây án từ trước, nên ngay khi đến bưu điện Cầu Voi, y đưa tiền cho Vân ra ngoài mua trái cây để có thời gian sát hại Hồng, rồi sau đó giết luôn Vân để bịt đầu mối. Các nhân chứng cho biết, trước đây, Hồng và Nguyễn Văn Dô quen nhau, dự định đến hôn nhân nhưng gia đình hai bên không đồng ý, do nhà Dô quá xa. Sau đó, bạn của Dô là Nguyễn Văn Nghị đến Cầu Voi chơi và làm quen với Hồng. Cuộc tình này của Hồng cũng bị trắc trở từ phía gia đình. Tuy quen với Nghị nhưng Hồng vẫn còn quan hệ với Dô, dẫn đến tình bạn giữa Dô và Nghị bị sứt mẻ. Đôi khi hai người bạn này còn chạm trán với nhau tại bưu điện và những chỗ vui chơi, giải trí khác ở Cầu Voi. Từ đó, Nghị đã nhiều lần lên tiếng buộc Hồng chấm dứt quan hệ với Dô. Gần đây, Dô không còn làm thợ bạc cho tiệm vàng Kim Long mà lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Cuối tuần, Dô mới về Cầu Voi thăm chủ cũ và thăm Hồng. Nghị vẫn thường tỏ vẻ ghen tức khi thấy Dô có mặt ở Cầu Voi. Theo một nhân chứng, tối hôm xảy ra vụ án, Dô cũng về Cầu Voi nhưng không vào bưu điện thăm Hồng vì biết có Nghị ở đó. Chị Nguyễn Thị Phượng, người bán trái cây ở Cầu Voi, cũng cho biết đêm đó Vân đi mua trái cây và bảo tiền do bạn trai của Hồng cho, người này đến từ Tiền Giang. Đây là hình ảnh góc cột cầu thang trong bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra án mạng vẫn còn nhiều vết máu đen trên tường. Hình ảnh do luật sư Trần Hồng Phong đến hiện trường chụp lại. Có lẽ mọi lý giải về việc bỏ qua nghi can Nguyễn Văn Nghị của cơ quan công an Long An đều do Nghị có chứng cứ ngoại phạm. Và chứng cứ này chính là lời khai của hai nhân chứng. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt nghi vấn khác mà dư luận chưa nguôi ngoai như chi tiết được xác định sát với ngày gây án rằng chị Nguyễn Thị Phượng, người bán trái cây ở Cầu Voi cũng cho biết đêm đó Vân đi mua trái cây và bảo tiền do bạn trai của Hồng cho, người này đến từ Tiền Giang. Người ở Tiền Giang chính là Nghị chứ không thể là Hồ Duy Hải. Mặc dù cáo trạng có nhắc tên Nguyễn Văn Nghị và xác định chắc chắn sự có mặt của Nghị vào đêm gây án, nhưng mọi hồ sơ liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đã bị biến mất. Vì sao hội đồng xét xử, giám đốc thẩm không đặt nghi vấn để xem xét? Người thanh niên đã được Công an Long An xác định ngay tại chỗ có tên là Nguyễn Hữu Nghị, chứ không phải là Nguyễn Văn Nghị. Như vậy, hai cái tên Văn Nghị và Hữu Nghị này có phải một người đã được cơ quan điều tra lưu ý và thẩm vấn ngay từ đầu vụ án hay không? Bởi Nguyễn Hữu Nghị có năm sinh là 1984 và cư trú tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An, trong khi Nguyễn Văn Nghị thì sinh tận năm 1979 và cư trú tại Cai Lậy, Tiền Giang. Và vì sao không cho Nguyễn Văn Nghị nhận dạng Hồ Duy Hải? Vì sao không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị? Đây là những điều rất bất thường. Luật sư Trần Hồng Phong đặt câu hỏi trên báo Tuổi Trẻ như vậy. Với quan điểm trọng chứng hơn trọng cung, thì lời chứng rằng Nguyễn Văn Nghị ngoại phạm là khẳng định yếu hơn so với hiện trường không hề có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Cùng lúc ấy thì hồ sơ điều tra lại không hề xác định các dấu vân tay ấy là của ai, là của Nghị, của Dô hay của ai khác. Trên trang Facebook cá nhân mang tên Võ Tòng, tức Thạc sĩ Võ Văn Tài,
nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tây Ninh, hiện là giảng viên trường nghiệp vụ kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Ông đưa ra bình luận về những dấu vân tay tại hiện trường có thể truy ra được hung thủ và người này không thể là Hồ Duy Hải. Đây là hình ảnh tại hiện trường hiếm hoi được công bố với cái thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân, vật chứng quan trọng như thế mà công an lại để mất đi rồi thay bằng cái thớt mua ở chợ vào. Có thể thấy rằng tư duy của điều tra viên có vấn đề nghiêm trọng, hoặc có thể suy đoán là họ đã cố ý tiêu hủy nhiều chứng cứ vì một mục đích nào đó. Từ nội dung kết luận về diễn biến của vụ án, theo khoa học hình sự thì sẽ có rất nhiều dấu vân tay ở khắp nơi. Dấu vân tay trên con dao và cái thớt, cơ quan cảnh sát điều tra đã không thu giữ hai vật chứng này nên thôi bỏ qua. Thạc sĩ Võ Văn Tài đưa ra vấn đề như vậy. Và hung thủ bị quy kết có bóp cổ chị Hồng, theo logic trên cổ chị Hồng sẽ có dấu các ngón tay của hung thủ. Khi dùng dao cắt cổ chị Hồng, máu bắn dính đầy tay và người hắn. Kể đến, hung thủ cầm ghế xếp đập vào đầu chị Vân, rồi bế ngang nách chị Vân di chuyển đến chỗ chị Hồng, sau đó hắn mang cái ghế để gần nơi đó. Trong lúc tay hắn dính đầy máu, diễn biến như vậy chúng ta đã thấy rất rõ là có sẽ có dấu vân tay trên chiếc ghế và trên áo của chị Vân. Hắn lục lọi lấy tài sản của nạn nhân thì những nơi đó sẽ có dấu vết vân tay. Và sau cùng là cái hàng rào. Hung thủ trèo qua hàng rào xuất hiện khả năng rất lớn là sẽ có dấu vân tay của hắn trên hàng rào. Cơ quan điều tra cũng không thu được hết các dấu vân tay ở những nơi mà tôi được kê. Và quá trình điều tra cũng như việc tiến hành so sánh những mẫu vân tay có được, không có mẫu nào của Hồ Duy Hải cả. Tôi xin hỏi cơ quan tố tụng của tỉnh Long An cấp cao và Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, các vị hãy cho biết dựa vào điều gì để kết luận bị cáo chính là hung thủ giết người? Câu hỏi được đặt ra. Còn về lập luận rằng bị cáo nhận tội và cũng không có cơ sở nói bị cáo bị bức cung, dùng nhục hình nên tuyên bị cáo tử hình là đúng người, đúng tội. Thầy Võ Văn Tài bình luận thêm. Đây là hình ảnh giảng viên trường nghiệp vụ kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ Võ Tấn Tài. Chắc chắn quý tòa còn nhớ vụ án dùng nhục hình tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên chứ. Nửa đêm, cơ quan điều tra công an Tuy Hòa đến nhà bắt anh Ngô Thanh Kiều dẫn giải về trụ sở vì nghi ngờ anh có tham gia một vụ trộm cắp tài sản. Anh Kiều có lẽ kiên quyết không nhận tội, hậu quả là ngày hôm sau anh phải từ giã cõi đời. Kết quả khám nghiệm tử thi, đếm trên thân thể anh Kiều có trên 60 vết thương rõ hình dạng, còn những vết thương không rõ thì không biết bao nhiêu mà kể. Kết quả điều tra chỉ xác định được Nguyễn Thanh Thảo có dùng cây ba chắc, tức là dụng cụ chuyên dụng của cảnh sát, đánh vài cái, có một cái lên đầu gây cho nạn nhân chấn thương sọ não. Bốn vị cán bộ còn lại chỉ thừa nhận đánh một hai cái vào chỗ không nguy hiểm. Như vậy tổng cộng lại 5 người ấy chỉ đánh trên 10 cái, còn mấy chục vết thương còn lại không biết từ đâu ra. Có lẽ anh Kiều tự đánh mình hay sao? Một câu hỏi cũng được đặt ra. Trước đây tôi đã từng 3 năm thực hiện công tác kiểm sát tại trại giam giữ tội phạm của cơ quan công an. Khi kiểm tra toàn diện nơi giam giữ những người phạm tội, tôi yêu cầu cán bộ quản giáo phải mở cửa từng buồng giam để tôi hỏi từng người đang bị giam giữ xem họ có khiếu nại hay tố cáo rằng họ bị bức cung, dùng nhục hình hay không. Vài lần người bị giam giữ tố cáo là họ có bị nhục hình. Tôi lấy lời khai thì họ nói họ bị đánh trước đó vài ngày, vết bầm thâm tím đã mờ nên không thu được dấu vết gì rõ ràng. Mà nếu như vết đánh còn mới đi nữa thì tôi cũng không thể nào làm ra được đó là có dùng nhục hình hay không. Bởi một lý do đơn giản là rất ít và hầu như không có phạm nhân nào, những người đang chấp hành án phạt tù nên được ra khỏi buồng giam để lao động, dọn dẹp, vệ sinh, khai là có thấy cán bộ đánh. Cùng lắm họ chỉ khai có nghe la lớn nhưng không biết là chuyện gì. Còn những người đang bị tạm giam trong buồng giam, nếu có hỏi thì cũng không ích gì. Họ có nhìn thấy đâu mà khai báo. Đối với cán bộ điều tra và quản giáo, không cần hỏi chúng ta cũng biết họ sẽ trình bày như thế nào rồi. Và như vậy, theo quý vị, nếu Hồ Duy Hải tố cáo bị bức cung, dùng nhục hình thì có điều tra làm rõ được vấn đề đó hay không? Đó là một câu hỏi được đặt ra. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020 với bản tin vụ Hồ Duy Hải lộ diện Nguyễn Văn Nghị, tên thật là Nguyễn Hữu Nghị. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.